Đây là cái cửa đi vào quý vị các bạn, và hôm nay thì mình sẽ nói với quý vị các bạn là các cái equipment, cái ví dụ đây là tủ đá ha, tủ đá, và đem ra ngoài hết rồi các bạn ha, đem ra ngoài hết rồi. Máy pha cà phê, máy pha cà phê rồi. Tiếp theo là tủ đá, đầy đá luôn, đầy đá luôn quý vị các bạn ha. Rất là nhiều đá, rất là nhiều đá. Rồi, đây là cái tủ mà gọi là trang thiết bị. Các bạn có thể dùng cái này để đeo lên đầu. Nó đây là kem chống nắng. Rồi các cái equipment rất là tốt các bạn. Amazon họ. Đây là thuốc nhức đầu. Rồi đây là các cái vitamin, gọi là vitamin để tăng lực các bạn ha, tăng lực khi các bạn uống. Thì nó có một cái máy, thì các bạn có cái thẻ của mình thì các bạn có thể lấy bất kỳ những cái thiết bị này để làm sao cho mình được khỏe mạnh khi làm việc. Hello, hello, xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Đức Vũ Cuộc Sống Mỹ. Và lời đầu tiên xin cầu chúc cho tất cả quý vị và các bạn cùng với gia đình của mình luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống của các bạn. Hôm nay thì mình đi làm cũng như là bình thường các bạn, nhưng mà tại sao mình lại muốn chia sẻ với quý vị các bạn cái điều chuyện này, bởi vì nó liên quan đến công việc. Và có nhiều quý vị các bạn hỏi là Đức Vũ đang làm cái gì, thì mình đang nói với quý vị các bạn là mình làm ở Amazon và Amazon Air. Amazon Air là vận chuyển hàng hóa, nếu mà quý vị ảnh nào mà order trên Amazon thì nó sẽ là cái câu chuyện mà liên quan đến Đức Vũ, và mình là người giúp cho quý vị các bạn có được những cái món hàng đi đến một cách nhanh nhất. Nhưng mà nói tóm tắt vậy thôi, nhưng mà quý vị các bạn nào mà muốn xem cái hành trình mà công việc làm việc ở Mỹ thì có thể có xem kênh mà Đức Vũ USA, nó có một cái hành trình liên quan đến làm việc ở Mỹ các bạn ha, thì mình có chia sẻ rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay thì mình lại không nói câu chuyện đó bạn, mình nói là đi làm thì nó có cái sướng cái khổ tùy theo. Nhưng mà làm ở ngoài trời các bạn, thì cho dù là làm sếp hay là làm lính thì cũng phải ở ngoài trời. Đó là cái công việc làm ở ngoài ram. Nếu mà mọi người nói ram là cái gì, ram là ở ngoài sân bay, ta phải cho rõ. Thì ở sân bay á, nếu quý vị các bạn làm á, nóng cũng thì kinh khủng, tại vì ở phía đảo á, nóng mà nóng kinh khủng, mà sao mà lạnh thì cũng lạnh điên cuồng. Thì hôm trước mình có quay cái video của các bạn á, là trời lạnh thì chúng ta phải chuẩn bị cái gì rồi. Thì hôm nay mình nói là trời nóng thì chúng ta phải làm cái gì để làm sao cho sức khỏe của quý vị các bạn tốt. Cho dù các bạn làm lính làm sếp mình không quan tâm ha, mình chỉ có nói là về câu chuyện thôi, đừng có quan tâm đến câu chuyện là lính sếp gì đây hết rồi ha. Làm cu li cũng được, chả vấn đề gì hết, miễn làm sao mà quý vị các bạn thích công việc của mình là được thôi. Đầu tiên quý vị các bạn, đầu tiên là cái việc mà để làm sao quý vị các bạn đi làm mà nó khỏe thì các bạn phải uống nước. Uống nước. Xin lỗi quý vị các bạn ạ, mình nói với quý vị các bạn là mình chuẩn bị có rất là nhiều các cái chai nước các bạn. Nước thì ở trong Amazon đó thì nó họ có chuẩn bị là những cái nơi ở ngoài sân bay, họ có những cái chỗ để nước ở trong tất cả những cái xe mà mình hoặc là những cái thiết bị mà mình dùng, thì nó có những cái nơi để chúng ta có thể lấy nước bất kỳ khi nào, và nước đó rất là lạnh. Họ sử dụng đá rất là nhiều, các cái tủ để họ chứa đá. Thì mình có thể cho quý vị quay các bạn xem để mình, quý vị các bạn biết được là đi làm ở ngoài ram thì làm ở đâu, mỗi nghề mỗi việc nó cũng có cái khổ của nó. Nhưng mà mình muốn khuyên quý vị các bạn, dù các bạn làm việc gì đi nữa, làm neo làm gì đi nữa, và trong cái thời gian nắng nóng ở cái tiểu bang ngoài của Đức Vũ đó là DC, Maryland và Virginia, thì các bạn phải dùng uống nước. Các bạn phải nước ít nhất một ngày 3 đến 4 chai này các bạn ha. Thì đặc biệt là các anh chị nào đang làm neo thì mình cũng khuyên là nên uống nước các bạn, bởi vì nhiều khi mình làm quá mình lười mình không uống nước. Rồi ăn uống thì mình không nói rồi ha, cái đó câu chuyện liên quan đến ăn uống. Rồi mời quý vị các bạn uống nước nha.
Nó nói là uống nước nó sẽ bổ sung cho bạn rất là nhiều, bởi vì trời nắng mà bên Mỹ các bạn, nó nắng. Mình nói ở đâu nắng cũng vậy thôi quý vị các bạn, nhưng mà cái nắng của Mỹ á, nó khác ở chỗ này. Cho dù là mình ở tiểu bang mình, các bạn ở tiểu bang khác thì các bạn có thể comment cập nhật cho Đức Vũ. Nhưng mà ở tiểu bang của Đức Vũ á, là mặc dù ban ngày nó nóng tám mấy 90 độ, đây là mùa này các bạn, mùa hè nó có thể lên tới 100 độ, 110 độ ạ. Nhưng mà sao, nhưng mà quý vị và các bạn, buổi chiều tối nó rất là mát các bạn. Buổi chiều tối tối xuống là nhiệt độ nó xuống và nó không có rít 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 rít. Nắng ở đây thì nắng nhưng mà nó không có bị rít 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 các bạn ha, không có bị rít rít. Thì nếu mà các bạn nào ở Việt Nam thì các bạn thấy là cái nắng ở Việt Nam, đặc biệt là ở Sài Gòn đó, nắng và nóng và rít và nó chiều tối hôm nhiều khi nó hầm mà mình chịu không nổi đó. Cái đó là nắng ở Sài Gòn thôi nha, còn nắng ở ngoài Hà Nội Hà Liết gì còn kinh khủng nữa thì cái đó mình không bàn. Mình chỉ nói rằng là cái nắng bên đây, thì bên đây nó nắng ở Việt Nam nó gần gần dần dần giống như Florida các bạn ha, tại vì mình hay đi qua Florida thì mình thấy là cái nắng ở Việt Nam, ở Florida cũng vậy, nó rít rít rít. Và về Việt Nam thì nếu như các bạn nào đang về Việt Nam thì rất là nhiều lần là muốn tắm. Ok, đầu tiên là nước. Thứ hai là họ có các cái bảo vệ, các bạn đi làm là ở Amazon nó bảo vệ ghê lắm. Nó có kem chống nắng, rồi mắt kính, mắt kính có nhiều loại mắt kính. Mắt kính này hoặc là mắt kính là có UV, hoặc là thấy cái kính này vậy nhưng mà có UV. Cho nên là mọi người nói ồ sao ông cứ đeo mắt kính hoài nhưng mà nó tốt quá, mà cái mắt kính này là nó cấp phát các bạn miễn phí. Mình đã nói rồi, các bạn nào cần cái mắt kính này mình sẽ ship tặng cho quý vị các bạn. Nhớ để cho mình địa chỉ mình ship tặng. Mình có rất là nhiều, tại vì cái đó là cái benefit mà mình có, và nó không sao hết. Không phải là quảng cáo, cái nào có mình nói có. Cái thứ hai là kem chống nắng. Thì mình là anh trai thì không dùng, nhưng mà mấy thằng Mỹ nó cũng dùng như chưa em thường, nó sức nó, nhưng mà có thằng Mỹ thì nó khoái đen các bạn, nó khoái cho nó đen lại. Cái thứ hai nữa là thông thường á mình đi làm bạn, tại vì ở ngoài nó nhiều lắm, mà thằng mấy thằng sếp hay thấy mấy thằng mà sếp lớn hay gì nó cũng làm như chàng mình, nó cũng không, tại vì làm sếp mà cũng phải ở ngoài giống như lính đó các bạn, tại vì thì mình sẽ mua cái này các bạn. Mua cái này, cái này là thay vì sức kem chống nắng nó rít rít khó chịu quá, mình chơi cái này, chơi cái này vốn. Người ta nói ví dụ ông chơi gì giống như phụ nữ ở Việt Nam vậy, vậy đó, ai thích nói gì nói mà, tại vì nó nắng ghê quá cho nên là mình thôi mình chơi cái này. Mình đeo vô nó vừa chống nắng mà nó vừa chống gì quá đâu, chống ánh nắng mặt trời. Rồi tiếp theo sao quý vị bạn, là tiếp theo là quý vị và các bạn đó, là khi mà các bạn này là nó chống ha. Xin lỗi quý vị bạn, ý đó mình Đức nói là tiếp theo á là khi mà mình làm mình đeo cái này á thì nó rất là tiện, thật sự nó rất là tiện quý vị bạn, vì nó vừa chống nắng mà vừa buổi chiều chiều bắt đầu nó xuống lạnh các bạn, thì nó cũng có thể chống lạnh được luôn, giống chống lạnh được luôn. Rồi đeo vô, mình phải đeo. Thì hôm trước mọi người nói chuẩn bị sao thì mình chuẩn bị cái này đó. Cái này bạn mua trên Amazon rất rẻ, và thậm chí nhiều khi trong hãng mình nó cũng lâu lâu nó cũng tặng các bạn. Rồi đeo vô các bạn ha. Thấy không, mình mua cái loại màu mà mình thích, mặc cái áo nào màu đen thì mình quất màu đen, còn cái này màu cam mình chơi màu cam đúng không? Đồng bộ các bạn ha. Rồi thêm một đó là một cái thứ thứ hai. Cái thứ thứ ba là này bạn, hiện tại thì khẩu trang bên công ty của Đức Vũ là hiện tại, lâu rồi chứ không phải hiện tại nữa, nhưng mà nói hiện tại cho nó dễ là bây giờ nó có thể mở khẩu trang. Vừa rồi có nói với các bạn là nó bệnh nguyên một đám, thôi mình vẫn đeo khẩu trang, nhưng cái này các bạn nó rất là tiện. Thứ nhất đó là các bạn có thể đeo thành khẩu trang, đúng không? Rồi tiếp theo nữa, đeo lên đây các bạn thấy không? Đó. Thì cái này nó vừa công dụng, vừa có thể lạnh, vừa làm mask, vừa làm tất cả mọi thứ các bạn ha, vừa làm tất cả mọi thứ. Thì làm sao mà mình có thể cảm thấy thoải mái các bạn, thoải mái và mình làm việc. Thì mặc quần ở dưới, nhiều khi mặc quần tà lỏng, nói là tà lỏng thì hơi quá, nó là quần sọt các bạn. Và cái công việc mà đi làm ở Mỹ, mình thấy mình làm một vài công ty á, thì mình thấy rằng là cái việc mà khi mà mình mà làm ở cái công ty mà tiếp xúc khách hàng, ví dụ ở ngân hàng hoặc là làm gì đó, thì mặc đồ đẹp không nói, còn làm ở các cái công việc mà sân bay,
hoặc là giống như ở Amazon này thì mặc quần sọt hoặc là mặc áo quần bình thường, tại vì họ cũng có phát quần áo nhưng mà không phải là bắt buộc chúng ta phải mặc ở ngoài các bạn, ở ngoài Ram thì bạn phải có một cái áo giống như là áo dạ quang. Nó có phân cấp cấp độ, mà cấp độ là quản lý thì màu gì, rồi quản lý thì màu gì, supervisor thì màu gì, nhân viên thì màu gì, rồi bộ phận nào màu gì, nhân sự rồi an toàn là safety rồi security, rồi tất cả những thứ là nó có hết. Nó có rất là nhiều các cái gọi là màu mè khác nhau, cho nên bạn thấy ở trong những cái warehouse hoặc là trong những cái thứ mà của Amazon các bạn sẽ thấy nó có nhiều màu mè khác nhau. Thì cái đó là cái để mình giải thích thêm cho quý vị các bạn biết. Ok, rồi tuần vừa rồi thì khi mà mọi người đang nói về sức khỏe rồi nóng quá, trời nóng quá, thì Amazon nó có build cái gì các bạn, nó kêu là một cái nhà ở ngoài sân bay. Thì hôm trước thì nó làm ngay sân bay các bạn, hôm trước thì nó làm ở bên ngoài sân bay, có nghĩa là giờ cái bãi này là bãi đậu xe, thì nó làm gần ở trước cái tòa nhà bước vô, nhưng mà ở đó thì không ai coi hết. Với lại bạn làm ở trong đó thì bạn làm 10 tiếng chẳng hạn đi, thì bạn làm ở trong sân bay nhiều hơn đúng không các bạn, và thời gian bạn ở trong đó nhiều hơn. Thì giờ nó bắt đầu nó mới cung cấp cái gì các bạn, nó cung cấp một cái phòng, trong đó nó có cái máy làm lạnh. Nó máy làm lạnh thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Ví dụ như là khi đi làm thì họ bảo vệ nhân viên của họ như thế nào, về đá rồi về tất cả mọi thứ ha. Thì ở đây cho mọi người nắm là công việc làm việc ở một cái nơi làm giống như là ở Amazon. Thì Amazon mình nói thật là nó có nhiều bộ phận khác nhau, có thể các bạn làm ở warehouse, có thể các bạn làm ở software, hoặc là các bạn có thể làm ở nhưng mà mình rất thích làm ở sân bay các bạn ha. Ngoài cái việc mà đẩy máy bay không nói, rồi sử dụng các cái thiết bị, rồi nói chung là mình thích công việc này, rất là thích. Và mình nói là dù bạn làm gì cũng được, miễn là bạn thích công việc đó là bạn được rồi ha. Và lý do tại sao mình thích công việc này thì hôm trước mình có chia sẻ trong cái chuỗi làm việc ở Mỹ, thì cái gì các bạn nào có thể xem ở cái kênh Đức Vũ USA các bạn ha. Rồi, không phải quảng cáo, không phải làm gì hết, nhưng mà để chia sẻ một cái điều kiện rất là thực tế kiểu sống khi đi làm ở Mỹ nó như thế nào. Mình thì không quan điểm là làm ở Mỹ hay làm ở Việt Nam hay làm ở Singapore hay làm ở đâu đó sướng hay khổ ạ. Các bạn cảm nhận được nó sướng là các bạn sướng, mà các bạn thấy khổ là nó khổ. Thì mình chỉ là nêu cái ý kiến của mình như vậy thôi. Còn đương nhiên mỗi nghề mỗi việc, ví dụ như các bạn lên ở vị trí cao hơn thì các bạn sẽ phải đánh đổi nhiều thứ hơn. Đó là cái thứ mà quý vị các bạn mình thiếu các bạn. Thì còn người ta nói cuộc sống nó phải challenge chút xíu các bạn, nó phải thử thách chút xíu thì nó càng tốt. Thì các bạn nào còn trẻ thì cứ thử thách, và điều đó là điều mà sẽ mang lại cho các bạn rất là nhiều cái điều tuyệt vời trong cuộc sống. Ok, bây giờ thì mình sẽ tạm dừng cái video này đây, và hy vọng rằng những cái video giống như thế này quý vị các bạn sẽ rất là thích, hoặc là quý vị các bạn thích hoặc là bạn không thích cũng được, miễn sao quý vị các bạn có thể cho Đức Vũ cái comment, hoặc là các bạn thích thì các bạn cho Đức Vũ cái like để tạo động lực. Thứ hai là mình biết được rằng những cái đề tài giống như thế này về công việc việc làm thì mọi người có hứng thú hay là không quý vị các bạn ha. Hôm nay thì mình không nói về đề tài nhà cửa, nhưng mà mình nói về cái đề tài mà công việc, khi mà đi làm chúng ta trời nắng thì chúng ta phải chuẩn bị cái gì. Đương nhiên nó còn rất là nhiều thứ khác nữa các bạn, nào là ở trong cái tủ của shopping của Amazon cũng như là miễn phí, các bạn đưa cái thẻ vô lấy á, là cái gì các bạn có thể sử dụng gì, các bạn có thể lấy những cái gọi là nước, cái bịch mà để pha với nước các bạn ha, giống như là C vậy đó. Nó rất là nhiều thứ thì cái gì các bạn có thể bổ sung sức khỏe, nhưng mà làm gì thì làm, sức khỏe là quan trọng các bạn nha. Quý vị các bạn hãy nhớ giữ gìn sức khỏe, đó là điều quan trọng. Bởi vì có sức khỏe thì chúng ta sẽ có rất là nhiều thứ, còn nếu mà không có sức khỏe thì rất là nguy hiểm. Ok, bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị các bạn trong những cái video tiếp theo. Nhớ là nhấn like và share cho mọi người cùng xem nha quý vị các bạn. Bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp quý vị các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.